Chào mừng quý vị đến với chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay, ngày 10 tháng 6 trên kênh thông tin Invest TV. Giá vàng thế giới hôm nay ngày 10 tháng 6 tính đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam đang giao dịch quanh ngưỡng 1.888 đô la Mỹ trên một ounce, giảm 5 đô la Mỹ so với giao dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đang neo ở gần mức thấp nhất hơn một tháng qua, trong khi chỉ số đồng đô la Mỹ mạnh lên. Sự giằng co của hai nhân tố này đã khiến giá vàng giảm. Các nhà phân tích nhận định nhiều nền kinh tế lớn như Mỹ và các quốc gia châu Âu đang tích cực tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 và điều này đảm bảo đại dịch sẽ kiểm soát và bắt đầu phát triển nền kinh tế. Thực tế, khi lạm phát đang trở thành hiện thực, thì các nhà đầu tư sẽ khôn ngoan để phòng ngừa rủi ro tốt nhất, có thể và vàng và bạc, dầu sẽ nằm trong danh sách đó. Kim loại quý sẽ tăng lên 20.000 đô la Mỹ trong thập kỷ này dựa trên xu hướng kỹ thuật và môi trường vĩ mô lạm phát. Còn tại thị trường trong nước, giá vàng hôm nay cũng có sự điều chỉnh giảm so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể, giá vàng tại các khu vực đang được niêm yết ở mức như sau. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay trên kênh thông tin Invest TV. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề tài chính, đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline chương trình 0823465555 hoặc địia chỉ mail banbietap@invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.